Rồi, xin chào tất cả anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Ok, thì clip trước em đã làm cái mini game dự đoán cái số email của con máy này nhá. Hôm nay thì em lại lên clip tổng hợp kết quả luôn cho anh em xem nhá. Đây. Em vào giới thiệu luôn, không làm mất thời gian anh em nhé. Con này đây, kiểm tra email cho anh em nhé. Điểm email đây. Đuôi là 0065 anh em nhé, 0065. Đây, em vào em xem anh em bình luận này. Đây, 010 này, 985 171. Rất là nhiều nha anh em nhé. Nhưng mà vẫn chưa thấy anh em nào trúng thưởng. 051 à 050 này, gần đúng luôn. 065 616. Như vậy là không có anh em nào đoán đúng cả, không có anh em nào đoán đúng nha anh em nhé. Rất là tiếc anh em, đợi mình khi kênh được 13.000 thì mình sẽ tổ chức một cái mini game khác nhé. Còn hôm nay thì không có anh em nào trúng thì em lại bán luôn cái con này. Con này là Samsung Note 9 bản Hàn, một sim nhé. Này, tình trạng máy nứt kính này và màn ám nhé, màn ám, con này ám tương đối là nặng đấy. Mà chuyển về cái nền đen này thì dùng vẫn ok nhé, không lỗi lầm gì đâu. Máy thì full chức năng. RAM đây, kiểm tra cho anh em xem. RAM 6GB cũng như trong 128 này. Đấy, màn con này như là 6.4. Pin là 4.000. Pin 4.000 anh em nhé. Con này thì em để cho anh em giá 1.4 triệu. Thanh lý giá 1.4 triệu nhé. Vẫn tặng kèm cho anh em sạc cáp ốp lưng. Sạc cáp ốp lưng anh em nhé. Đấy, anh em mua về chỉ việc lắp sim là dùng luôn. Giá 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000. Tiếp theo thì em có con Z7 Bright này. Z7 Bright vỏ xấu, máy full chức năng nhé. Mỗi cái là vỏ xấu thôi. Cái phím nguồn thì nó bấm hơi lặng một tí. Anh em dùng thì vẫn bình thường nhé, không lỗi lầm gì đâu. Con này thì RAM 3 bộ như 32, màn 5.5, pin như là 3.500 và pin 3.500 và anh em nhé. Cái này thì em để cho anh em là 850.000 rồi. 850.000 anh em nhé. Vỏ xấu, vẫn tặng kèm sạc cáp cho anh em. Ốp lưng thì không biết là còn không anh em nhé. Còn thì em sẽ tặng cho anh em 850.000 nhé. Rồi, tiếp theo là đây, Samsung S8 Active bản Mỹ 1 SIM. Con này RAM 4 bộ nhớ 64 anh em nhé, sẽ chip 835, màn đâu đó chắc 6.2 inch. Pin 4.000 nhá, dòng này pin khá là trâu. Pin khá là trâu nhá. Con này màn hơi ám nhẹ tí tí này. Ám nhẹ tí tí nhá, 2.350.000 anh em nhá. Hình thức còn đẹp này, rất là hầm hố luôn. Máy cực bền, cực trâu anh em nhá. 2.350.000 này. Còn màn đẹp là 2.700.000 anh em nhá. Màn đẹp thì em vẫn bán giá 2.700.000 này. Ok. Tiếp theo em có con S10 Lite. Bản quốc tế 2 SIM anh em nhá. Con này máy quốc tế 2 SIM vật lý. Đấy, S10 này này. Cấu hình RAM 8GB bộ nhớ trong 128, chạy con chip 855 anh em nhé. Màn hình là 6.7 inch, 2K. Pin là 4500, pin 4500 anh em nhé. Hình thức cái này còn rất là đẹp, 99 luôn. Cạnh viền anh em. Đấy, màn hình cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Màn cực kỳ đẹp. To, con này màn 6.7 nhưng mà nó to chiều ngang anh em nhé. Nhưng mà cầm nó rất là to, hiển thị rất nhiều anh em nhé. 4 triệu tròn nhé. Cái này em để cho anh em giá 4 triệu tròn này. Máy đẹp. Rồi, tiếp theo em có con Z Flip 3. Cũng là chính hãng 2 SIM nhé. Một SIM vật lý, một eSIM. Con này thì là điện thoại gập. Đấy. Cấu hình cũng rất là tốt nhé. RAM 8GB bộ nhớ trong 128. Con này chạy chip Snapdragon 888 luôn anh em nhé.
máy gập nhưng cấu hình vẫn rất mạnh, chip 888 nên anh em chơi game thoải mái luôn. Màn hình là 6,7 inch 2K+, pin 3300, máy thì không lỗi lầm gì anh em nhé, hình thức còn đẹp anh em nhé. Kính nó hơi bị chóc thủy một tí thôi, hơi loang màu nhé, không ảnh hưởng gì đâu. Ok cho anh em, đây em rẻ cho anh em là 6,3 triệu nhé, 6,3 triệu thôi, cực kỳ rẻ luôn. 6,3 triệu là có con chip 888 thì dùng rồi. Ok rồi, còn mấy con thanh lý này em giới thiệu luôn này. V-Smart Joy 3 anh em nhé, Joy 3 RAM 3 bộ nhớ 32, dòng này pin trâu, pin cực kỳ trâu anh em nhé. Máy full chức năng không lỗi lầm gì, hình thức mặt lưng nó hơi xỉn nhé, mặt lưng hơi xỉn màu, cạnh viền nó còn khá là đẹp. Giá 1,3 triệu cái này anh em nhé, 1,3 triệu này. Đây là con này là con Vivo V9, con này RAM 4 bộ nhớ 64 anh em nhé, 64 GB RAM 4 này, hình thức mặt lưng cũng hơi lấm tấm nhá, hơi lấm tấm. Giá 1,1 triệu anh em nhé, 1,1 triệu cây này, 1 triệu cây này em để cho anh em giá 1 triệu thôi. Ok chưa, 1 triệu rồi. Tiếp theo thì em giới thiệu luôn mấy con Google Pixel 6 nhá, hôm trước đã bán hết rồi, hôm nay là còn lại sót lại 2 con, một con là máy bị bom hàng, còn một con là khách mua được vài hôm tài xỉu lại bán anh em nhé, tua tài xỉu lại bán. Ok cho anh em, máy này anh em nhìn cái hình nền này đẹp, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp này. Con này thì là máy zin full chức năng nhé, hình thức đẹp, còn nguyên áp suất kháng nước đầy đủ cho anh em, hình thức đẹp 99 nhé. Và máy này là bản demo, như clip trước em đã giới thiệu rồi anh em nhé, thì em có cả làm cả clip cách fix máy demo rồi, rất là đơn giản thôi, anh em làm trực tiếp luôn trên điện thoại này, không cần phải máy tính đâu anh em nhé, cực kỳ đơn giản thôi, fix xong là dùng bình thường, như bình thường tải hết cả ứng dụng bình thường nhé. Con này RAM 8GB bộ nhớ trong 128, chạy chip Google Tensor 1 nhé, màn hình là 6,5 inch nhé, có 90Hz, pin 4600 nhé, dòng máy pin rất tốt luôn, camera chụp thì cực kỳ đẹp rồi, dòng Google thì anh em không cần suy nghĩ rồi anh em nhé, chụp ảnh cực kỳ đẹp. Thêm nữa là nó chạy Android gốc thì nó nhẹ và được cập nhật rất sớm anh em nhé. Con này thì hiện tại đã lên Android 13 rồi, anh em nhé. Giá 4,500,000, 4,500,000 anh em nhé, còn 2 cây. Ok cho anh em, 4,500,000, có tặng kèm cả ốp rồi anh em nhé, em có cả ốp rồi, ốp cường lực, sạc cáp đầy đủ cho anh em nhé, em mua về chỉ với lắp sim là dùng luôn. 4,500,000 anh em nhé, 4,500,000. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu luôn mấy con iPhone này cho anh em nhé. iPhone đầu tiên là con 6S quốc tế 16GB, máy full chức năng nhé, vân tay đầy đủ, pin còn 89, giá 1,1 triệu anh em nhé, 1,1 triệu, hình thức hơi chóc sơn tí, 1,1 triệu. Tiếp theo 6S Plus này, 32GB, con này cũng full chức năng nhé, vân tay đầy đủ luôn anh em nhé, 32GB, máy pin còn 81 này, giá 1,9 triệu cho anh em nhé, cái này giá 1,9 triệu. Vỏ đẹp, vỏ thay mới đẹp nha anh em nhé. Ok, 7 Plus quốc tế 32GB, máy cũng là full chức năng, vân tay đầy đủ, mên màn zin nhé anh em nhé. Hình thức thì vỏ hơi lấm tấm, này tầm khoảng 97% anh em nhé. Giá là 2,400,000 nha anh em, 2,4 triệu. XR quốc tế 128GB, 128GB anh em nhé, máy cũng là full chức năng, Face ID đầy đủ, tình trạng hơi phản quang tí này, màn hơi phản quang tí, giá 5,9 triệu nhé, 5,9 triệu. 12 Pro quốc tế 128GB, full chức năng, Face ID đầy đủ, nhà Pro này 128GB, con này pin còn 100% luôn anh em nhé, pin zin 100% anh em nhé, hàng này hàng trả bảo hành cho nên nó còn pin rất là cao, chứ không phải pin thay đâu anh em nhé, bao cho anh em pin zin, máy zin hết. 11,6 triệu cây này anh em nhé, 11,6 triệu. Ok cho anh em. 12 Pro Max quốc tế 128GB, máy full chức năng anh em nhé, con này màn ép kính full chức năng, không lỗi lầm gì đâu anh em nhé,
chỉ mỗi ép kính thôi. Đấy, 12 Pro Max 128GB. Cái này giá 12 triệu 500 cho anh em nhé, 12 triệu 500 nghìn. Giá rất rẻ luôn. Tiếp theo là một con 12 Pro Max tiếp, nhưng mà con này là zin. Zin cả kính luôn anh em nhé. Con này thì giá là 13 triệu 300.000. Đây, 12 Pro Max này, 128GB. 13 triệu 300.000 anh em nhé. Ok. Rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em mấy con Xiaomi cấu hình cao giá tốt này anh em nhé. Con này là con Xiaomi 10 5G. Xiaomi 10 5G anh em nhé, cấu hình rất là tốt luôn. Đây, em vào kiểm tra cho anh em, con này nó hiển thị thông tin rất là chi tiết luôn. Đây, Xiaomi 10 Pro 5G này, có hỗ trợ 5G nhé. Bộ nhớ trong là 256 này. RAM 12 cộng 4 này, pin là 5000. Màn hình 6.72 inch, có 120Hz anh em nhé. Này chạy chip Snapdragon 695 5G. Ok chưa anh em? Máy thì rất là đẹp. Thiết kế rất đẹp, cạnh viền vuông này, camera thì 108MP anh em nhé, và cam phụ là 2MP. Ok cho anh em. Đấy. Con này thì em đủ 3 màu cho anh em lựa chọn nhá. Màu đen này, màu vàng và màu xanh. Đồng giá anh em nhá, 3 triệu 900 nghìn. 3 triệu 900 nghìn anh em nhá. Ok chưa anh em? Rồi. Tiếp theo thì em giới thiệu con này là con Xiaomi 11T anh em nhá. Máy zin full chức năng. Không lỗi làm gì đâu anh em nhá. Con này cấu hình rất là cao. Con này thì màn cũng có 120Hz anh em nhé, pin cũng là 5000. Đấy. Máy mới hiện tại đang gần 11 triệu anh em nhé. Cây này thì em để cho anh em giá chỉ 4 triệu 3 thôi, 4 triệu 300 nghìn anh em nhé. Giá cực kỳ tốt luôn anh em. Chơi game thoải mái luôn anh em nhé, 4 triệu 300 nghìn. Rồi, tiếp theo em có con đây, LG V60 này. Con này cũng cấu hình cao, giá rẻ luôn cho anh em, 3 triệu 1 thôi. V60 giá chỉ có 3 triệu mút, ngang với là V50 rồi. Con này thì tình trạng là máy hơi chóc sơn nhá, cạnh viền nó bị chóc sơn. Đổi lại thì giá rất tốt, cấu hình thì cực kỳ cao rồi, RAM 8GB. Bộ nhớ trong đây. Bộ nhớ trong 128, con này chạy chip 865 anh em nhé. Đấy, 3 triệu anh em nó mua được con chip 865 để chơi game thì quá ổn rồi. Pin 5000, cực kỳ trâu, màn 6.8 inch. Rất là to luôn anh em nhé. Ok, 3 triệu 100 nghìn anh em nhé. Đây là V40 này. V40 thì giá vẫn là 2 triệu 250 anh em nhé, 2 triệu 250. RAM 4 bộ nhớ 64, chạy chip 845, màn hình là 2K 6.4 inch, pin 3300 anh em nhé. 2 triệu 250, 2 triệu 250 nghìn. Cuối cùng là con Xiaomi C11 này. Con này cho anh em dùng chống cháy, dùng nghe gọi, máy phụ, mua cho con cái phụ huynh nhé. RAM 2 bộ nhớ 32 thôi, pin 5000. Con này thì pin cực kỳ trâu, màn nó như 6.5 inch thì phải. Ok cho anh em, giá 1.2 triệu nhé. Xiaomi C11 này giá 1.200.000. Ok. Rồi, cuối cùng thì anh em cho em xin nút like nhé, nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Chào cả anh em nhé.